Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một chiếc xe ô tô đang đi trên đường này. Hãy cùng bắt tay vào tô của mình nhé. Đây là núi này, núi thì mình tô màu xanh. Những hàng cây. Tôi mở đỏ nha. Các bạn nhìn theo dõi hết video để xem thành quả của nó.
bạn ơi, vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang cầm bức tranh một chiếc ô tô màu đỏ đang đi trên đường này. Phía sau là có những dãy núi này. Với cách phối màu này của mình, các bạn cũng có thể tham khảo để tô cho bức tranh các bạn nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.